Và quay trở về một điểm tin chính trong ngày là phần tin Việt Nam và Á Châu. Xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, ông Võ Kim Cự thôi chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo sẽ thay ông Võ Kim Cự làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ tháng 10. Đó là tin mới nhất từ trong nước hôm thứ Bảy. Theo đó, thì chiều ngày 29 tháng 9, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư của Liên minh Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu và bầu Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thay cho ông Võ Kim Cự nghỉ hưu từ tháng 10. Trước đó, vì vụ Formosa, ông Cự đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật bằng hình thức cắt hết các chức vụ đã đảm nhiệm trước đây, trừ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã. Ông Cự bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo buông lỏng quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện dự án để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh. Tuy thế, chưa có dấu hiệu nào ông Cự hoặc những quan chức sai phạm ở trong vụ Formosa sẽ bị truy tố. Giới quan sát cho rằng ông Cự là một trường hợp hạ cánh an toàn giữa những đấu đá nội bộ của Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin cho hay giới chức Bộ Lao động Cộng sản Việt Nam nói sẵn sàng ra tòa. Một số doanh nghiệp xuất cảng lao động khởi kiện Bộ Lao động Cộng sản Việt Nam vì bị thu hồi giấy phép. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẵn sàng hầu tòa. Tin tức từ trong nước hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 9 cho biết, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian vừa qua, ông và cán bộ của mình đã làm việc với quyết tâm cao nhất để xử lý các doanh nghiệp xuất cảng lao động có vi phạm, không đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 6 tháng vừa qua, có 9 doanh nghiệp bị đình chỉ, thu hồi giấy phép, cùng với đó là phạt tiền hàng chục tỷ đồng. Ông Bộ trưởng nói sẵn sàng ra tòa nếu Bộ làm sai. Ông Dung cũng cho biết tuần này, Bộ Lao động cũng đã ký hợp đồng ứng dụng công nghệ với VIETV khi chính phủ chưa cấp kinh phí. Các ứng dụng công nghệ sẽ bắt đầu được Bộ vận hành vào tháng 12 này nhằm quản lý online các lĩnh vực cơ bản như việc làm, an toàn lao động, quản lý lao động ngoài nước và dạy nghề. Thưa quý vị, lãnh đạo của Ban tuyên giáo và Bí thư xã ra tòa vì phá rừng. Trưởng Ban tuyên giáo huyện Quỳ Hợp và 9 cán bộ ở Nghệ An đã bị đề nghị cách chức do chuyển đổi đất rừng trái phép. Công an đã khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng. Theo báo trong nước, thì tối ngày 28 tháng 9, Ban thường vụ huyện ủy Quỳ Hợp đề xuất cách để các chức vụ ở trong đảng của Nguyễn Tiến Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Quỳ Hợp, hai bí thư xã Nam Sơn và Bắc Sơn cùng 5 cán bộ chủ chốt khác của xã Nam Sơn và 2 cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ của huyện. Những người này đều có liên quan tới các vụ phá rừng trên địa bàn. Theo kết luận của cơ quan điều tra từ tháng 3 năm nay, thì những cán bộ này được nhà nước giao quản trị, khoanh nuôi, bảo vệ rừng cùng với người dân ở xã Nam Sơn. Tuy nhiên, khi quản trị đáng ra phải làm gương, nhưng hơn 10 cán bộ của huyện, xã lại cùng dân phá rừng tự nhiên để trồng cây keo lai vì cho rằng được giao khoán rừng bảo vệ thì cũng có quyền khai thác tự do. Diện tích rừng bị phá lên tới 60 hectare. Thưa quý vị, có 17 cán bộ phải giải trình vì 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần. Để gần 4.000 con heo tại lò mổ lớn nhất Sài Gòn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ, một loạt cán bộ thú y phải giải trình. Theo báo VN Express vào hôm 30 tháng 9, ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục Thú y Sài Gòn cho biết, 17 cán bộ phải viết giải trình về việc 3.750 con heo tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ. Theo đó, thì hơn một tháng vừa qua, cảnh sát phải theo dõi và đã phát giác nhân viên thú y tiếp tay nhận tiền để bỏ qua sai phạm. Giới chức thanh tra chuyên ngành Bộ Nông nghiệp cho hay, kết quả kiểm định cho thấy có 100 mẫu nước tiểu của heo tại cơ sở Xuyên Á tồn dư thuốc an thần. Tổng cộng có 3.750 con heo của 13 thương lái nhiễm thuốc. Được biết, thì thương lái tiêm thuốc an thần cho heo để chúng không bị sốc, không cắn nhau trong quá trình vận chuyển. Thuốc còn làm tắc mạch máu heo, co lại khiến thịt trông hồng hào, bắt mắt hơn. Tuy nhiên, tồn dư thuốc an thần tích trữ trong cơ thể nhiều sẽ ảnh hưởng đến thận và thần kinh của con người. Sài Gòn muốn doanh nghiệp góp tiền thuê máy bơm nước. Thưa quý vị, lãnh đạo của Sài Gòn mong muốn các nhà đầu tư bất động sản ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cùng chung tay góp tiền thuê siêu máy bơm để chống ngập cho tuyến đường này. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch thành phố mới đây đã giao cho Sở Tài chính của thành phố phối hợp với Ủy ban quận Bình Thạnh vận động chủ đầu tư các dự án bất động sản tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đóng góp chi phí cùng thành phố triển khai công trình máy bơm chống ngập. Theo đó, trong văn bản chỉ đạo thì ông Trần Vĩnh Tuyến đề nghị tập đoàn Quang Trung, chủ đầu tư dự án cung cấp thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình chi phí vận hành máy bơm chống ngập cho Sở Giao thông Vận tải thành phố xem xét, thẩm định làm cơ sở, xác định giá thuê và ký hợp đồng chính thức.
Đại diện chủ đầu tư ông Nguyễn Tăng Cường, chủ tịch tập đoàn Quang Trung nói với báo chí rằng sau khi đưa ra vận hành thành công thì sẽ bàn giao toàn bộ hệ thống máy bơm cho thành phố quản lý vận hành với mức phí cho thuê máy bơm là 12 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị, quân nhân cướp ngân hàng tại Vĩnh Long đã tự sát. Người bịt mặt dùng súng cướp chi nhánh ngân hàng VietinBank, khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ là thượng úy quân đội đã tự sát tại nơi làm việc và để lại thư tuyệt mệnh với lý do là cướp vì đang thiếu nợ một số tiền lớn. Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 29 tháng 9, giới chức tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết đang chỉ đạo lực lượng công an tỉnh làm rõ sự liên quan giữa một vụ thượng úy quân đội tên là NVK, 42 tuổi, tự sát và vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng VietinBank, khu công nghiệp Hòa Phú. Công an huyện Long Hồ cũng xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông NVK là quân nhân đang phục vụ tại Vĩnh Long và đã tự sát tại nơi làam việc. Như truyền thông đã loan tin, khoảng 3 giờ 15 phút chiều ngày 27 tháng 9, một người đã dùng súng xông vào chi nhánh ngân hàng VietinBank, khu công nghiệp Hòa Phú, lên đạn, khống chế nhân viên ngân hàng và cướp trên 200 triệu đồng. Dân Sài Gòn mất hơn 26 tỷ đồng mỗi năm do chó cắn. Thưa quý vị, hàng năm thì ở Sài Gòn có từ 33.000 tới 35.000 người bị chó cắn phải chích ngừa bệnh dại. Trong đó có những người nghèo bị sợ tốn kém không đi chích ngừa dẫn tới thiệt mạng. Theo thống kê của Trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch Động vật Chi cục Thú y Sài Gòn, hiện Sài Gòn có hơn 125.500 gia đình nuôi chó mèo với trên 227.260 con. Tính tới thời điểm hiện tại chỉ có hơn 139.000 con chó, tức 61% được tiêm ngừa dại. Giới chức của trạm này cho hay bình quân người bị chó cắn tốn 800.000 tới 1.2 triệu đồng khoản tiền chích ngừa. Tính ra thì thiệt hại do chó cắn lên tới 26 tỷ đồng, khoảng 1.1 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Các giới chức cũng cho hay trước đây mỗi tháng thì Chi cục Thú y Sài Gòn chỉ nhận 1-2 đề nghị phối hợp bắt chó chạy rông của Ủy ban phường xã. Thế nhưng chỉ trong một tuần của tháng 9, cơ quan này đã nhận 7 đề nghị bắt chó chạy rông từ phường xã và 2 trường hợp phản ánh tình hình chó chạy rông của người dân. Chuyển sang phần tin Á Châu. Thưa quý vị, Bangladesh tìm mọi cách giải quyết số người tị nạn Rohingya quá đông. Hơn nửa triệu người tị nạn Rohingya đang sống rải rác tại nhiều khu trại tạm cư tạm bợ tại Bangladesh. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, chính quyền Bangladesh đang di chuyển hầu hết số người tị nạn này vào trong một trại lớn để có thể kiểm soát họ dễ dàng hơn và cũng để việc phân phát hàng cứu trợ có hiệu quả hơn. Trại mới có tên là trại Kuttapalong 2 được lập ra cách xa con đường lớn nối liền thành phố Kuttapalong và thành phố Cox Bazar, là nơi có nhiều trại tị nạn nhất. Trong trại có đầy đủ các tiện nghi như là trung tâm phát hàng cứu trợ, đền thờ để cầu nguyện và các trạm y tế. Trong số gần 1 triệu người thuộc dân tộc thiểu số Rohingya sống tại tiểu bang Rakhine của Myanmar, đã có hơn 500.000 người phải bỏ chạy đi tị nạn qua các nước láng giềng Bangladesh. Gần 500 người đã bị sát hại. Thưa quý vị, người Myanmar, đa số theo Phật giáo từ trước tới nay vẫn coi người Rohingya là người ngoại quốc, không cho họ được hưởng các quyền công dân và còn đặt ra nhiều luật lệ cấm đoán đi lại rất hà khắc. Bản tin nối tiếp cho biết Bắc Hàn rời hỏa tiễn ra khỏi xưởng sản xuất. Thưa quý vị, vào tối ngày 29 tháng 9, đài truyền hình KBS của Nam Hàn loan tin rằng chính quyền Bắc Hàn đã rời đi một số hỏa tiễn ra khỏi một xưởng sản xuất ở khu vực thủ đô Bình Nhưỡng, trong khi có nhiều tin đồn là Bắc Hàn đang chuẩn bị nhiều hành động khiêu khích mới. Tin mới nhất do giới tình báo của Nam Hàn và Hoa Kỳ cung cấp nhưng lại không nói rõ các hỏa tiễn được rời đi đâu và khi nào. Theo tin tình báo, thì các hỏa tiễn được rời đi có thể là hỏa tiễn cự ly trung bình Hwasong-12 hay là hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Giới hữu trách của Nam Hàn đang lo ngại chính quyền Bắc Hàn sẽ thực hiện thêm nhiều hành động khiêu khích vào lúc này nhân hai sự kiện. Thứ nhất là kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản ở Bắc Hàn ngày 10 tháng 10 và thứ hai là Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Cộng vào ngày 18 tháng 10. Trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thì quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ mới đây cũng đã tập trận phòng không để chống hỏa lực ở cự ly ngắn lần đầu tiên ở Nam Hàn và trong vài tháng tới còn tiếp tục tập trận nữa. Thưa quý vị, chính quyền Thái Lan vẫn tiếp tục truy lùng cựu Thủ tướng Yuen Loc. Trong khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông vào ngày 29 tháng 9, đương kim Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan đã không chịu xác nhận nguồn tin là cựu Thủ tướng Yuen Loc hiện đang lưu vong, đã qua đời tại thủ đô London của Anh Quốc và còn xin tị nạn chính trị ở nước này. Trước đó một ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã thông báo tin từ Bộ Ngoại giao cho biết bà Yuen Loc đã trốn qua Dubai, là nơi mà anh của bà đang sống lưu vong.
Phó Thủ tướng Prawit cho biết rằng Bộ Ngoại giao vẫn chưa có tin tức mới nào liên quan tới chỗ ở của bà Dinh Lắc hiện nay. Nhưng nếu thật sự lúc này bà Dinh Lắc đang trốn tránh ở London, thì chính quyền Thái Lan sẽ có cách làm theo đúng thủ tục bắt giữ và đưa bà này trở về nước. Vừa rồi là phần tin Việt Nam và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Hoàng Quân sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ, đời sống và giải trí.